Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô trò chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn Ngữ văn 8, phân môn Tiếng Việt. Tiết 94. Tiếng Việt câu phủ định. Ở bài học này, cô sẽ giúp các em hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu phủ định, nắm vững chức năng của câu phủ định, biết sử dụng câu phủ định phù hợp với tình huống giao tiếp. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng ôn lại bài cũ. Ở những tiết trước, các em đã tìm hiểu về câu chia theo mục đích nói gồm có. Thứ nhất là câu nghi vấn. Đặc điểm hình thức gồm có các từ ai, gì, tại sao, bao nhiêu, à, ư, hay. Cuối câu thường có dấu chấm hỏi, chức năng chính dùng để hỏi. Ngoài ra, câu nghi vấn còn dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ cảm xúc. Cuối câu có thể dùng dấu chấm than hoặc chấm lửng. Kiểu câu thứ hai, đó là câu cầu khiến. Đặc điểm hình thức gồm có các từ hãy, đừng, chớ, đi hoặc ngữ điệu cầu khiến. Cuối câu sử dụng dấu chấm hoặc chấm than. Chức năng dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị và khuyên bảo. Kiểu câu thứ ba, đó là câu cảm thán. Đặc điểm hình thức với các từ ôi, hỡi ơi, thay, biết chừng nào, vân vân. Cuối câu sử dụng dấu chấm than và dùng để trực tiếp cảm xúc của người nói. Và kiểu câu cuối cùng các em được học, đó là câu trình thuật. Không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Chức năng chính dùng để kể, nhận định, tả, thông báo. Ngoài ra, câu trình thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị và bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Đây cũng chính là chức năng chính của những kiểu câu khác. Cuối câu trình thuật có thể sử dụng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng. Giờ đây, chúng ta cùng bước vào bài mới. Trong cuộc sống, nhu cầu trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm giữa người với người là rất lớn. Mục đích giao tiếp của con người lại khác nhau. Đôi lúc, khi giao tiếp, có những tình huống ta muốn bác bỏ một ý kiến, không công nhận một việc nào đó. Vì vậy, trong tiếng Việt, có một loại câu giúp các em thể hiện được điều đó, chính là câu phủ định. Giờ đây, các em cùng cô quan sát, theo dõi và ghi chép vào vở bài học. Một là mẹ, đặc điểm, hình thức và chức năng. Chúng ta cùng quan sát. Ví dụ 1, A, B, C, D ở trang 52. A, Nam đi Huế. B, Nam không đi Huế. C, Nam chưa đi Huế. D, Nam chẳng đi Huế. Ở câu A, Nam đi Huế. Thông báo có sự việc Nam đi Huế hay khẳng định việc Nam đi Huế? Vậy đây, đó là câu khẳng định. Các câu B, C và D có đặc điểm hình thức gì khác so với câu A? Các em dễ dàng nhận ra, ở câu B có từ không, ở câu C có từ chưa, và ở câu D có từ chẳng. Cả ba câu B, C và D đều phủ định sự việc Nam không đi Huế. Hay nói khác đi là thông báo không có sự việc Nam đi Huế. Vậy, những câu chứa từ ngữ phủ định, ta có thể gọi đó là câu phủ định.
Vậy thì câu phủ định trong bài học ngày hôm nay gồm có mấy kiểu? Các em sẽ nghe thêm một số ví dụ để rõ hơn. Về sự việc Nam không đi Huế. Sự việc đó là Huế. Về sự vật, Nam đi Huế không phải bằng xe lửa. Xe lửa chính là sự vật. Về quan hệ, Nam không phải là em tôi. Em tôi là chỉ mối quan hệ. Về tính chất, Nam làm việc đó đâu có phải là sai. Sai là chỉ về tính chất. Vậy, ta có thể chốt lại. Câu phủ định dùng để thông báo, xác nhận không có sự việc, sự vật, tính chất, quan hệ nào đó. Ta gọi đó là câu phủ định miêu tả. Mình xem ví dụ thứ hai ở trang 52. Thầy sờ vòi bảo, tưởng con vòi như thế nào? Hóa ra nó sùn sùn như con đĩa. Thầy sờ ngà bảo, không phải, nó chừng chững như cái đòn càn. Thầy sờ tai bảo, đâu có, nó bè bè như cái quạt thóc. Đây là một đoạn trích trong Thầy bói xem vòi. Vậy trong đoạn trích trên, những câu nào có từ ngữ phủ định? Chúng ta dễ dàng tìm ra. Đó là hai câu. Không phải, nó chỉnh chỉnh như cái đòn cà. Và câu thứ hai, đó là đâu có. Vậy, nội dung bị phủ định trong câu thứ nhất được thể hiện trong câu nói của ông thầy bói sờ vòi. Tưởng con vòi như thế nào? Hóa ra nó sùn sùn như con đĩa. Nội dung phủ định trong câu thứ hai, đâu có, được thể hiện trong cả câu nói của ông thầy sờ vòi và ông thầy bói sờ ngà. Nó chỉnh chỉnh như cái đòn càn. Vậy, câu nói của ông thầy bói sờ ngà chỉ phủ định ý kiến của ông thầy bói sờ vòi. Còn câu nói của ông sờ tai thì phủ định ý kiến nhận định của cả hai thầy bói, chủ yếu là thầy bói sờ ngà. Vậy câu phủ định dùng để phản bác một ý kiến, một nhận định, ta gọi đó là phủ định bác bỏ. Chúng ta vừa tìm hiểu về đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. Mời một bạn sẽ đọc giúp cô phần hai nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 53. Giờ đây, cô chào chúng ta hệ thống hóa lại kiến thức bằng sơ đồ. Các em cùng quan sát. Câu phủ định chúng ta vừa tìm hiểu gồm có hình thức, chức năng, và từ đó mình có thể biết được có những kiểu loại nào. Về hình thức, câu phủ định sẽ chứa các từ phủ định như không, chẳng, chả, chưa, không phải, chẳng phải, đâu có phải, vân vân. Về chức năng, câu phủ định dùng để thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó. Thứ hai là câu phủ định dùng để phản bác một ý kiến, một nhận định nào đó. Vậy thì khi thông báo xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất hoặc quan hệ nào đó. Về chức năng thứ hai, bác bỏ một ý kiến hoặc một nhận định. Về kiểu loại, nếu thông báo xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất quan hệ nào đó, thì ta gọi đó là phủ định miêu tả. Nếu phản bác một ý kiến, một nhận định nào đó, thì ta gọi đó là phủ định bác bỏ. Giờ đây, để khắc sâu lại bài học,
chúng ta cùng nhau vận dụng qua phần luyện tập 2 la mã. Ở bài tập số 1, trang 53. Trong các câu sau đây, câu nào là câu phủ định bác bỏ vì sao? A. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai. Cổng trường mở ra của Lý Lan. Và khi đọc, chúng ta nhận ra ở phần A không có câu phủ định bác bỏ. Ở phần B, tôi an ủi lão, cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu. Vả lại, ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt? Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy. Hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác. Tác phẩm Lão Hạt của Nam Cao. Chúng ta nhận ra câu phủ định bác bỏ là câu cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu. Là câu mà ông giáo dùng để phản bác lại suy nghĩ Lão Hạt. Trong đoạn, cái sống nó cũng khôn, nó cứ làm in như nó trách tôi. Nó kêu ư ử nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: à, lão già tệ lắm. Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à? Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi, còn đánh lừa một con chó. Nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó. Ở câu C, chúng ta nhận ra câu phủ định bác bỏ không, chúng con không đói nữa đâu. Là câu cái tí muốn làm thay đổi điều mà nó cho là mẹ nó đang nghĩ. Mấy đứa con đang đói quá. Vậy, câu phủ định bác bỏ là câu phản bác một ý kiến, một nhận định trước đó. Chúng ta sang bài tập thứ hai. Em quan sát sách giáo khoa trang 53 và 54. Những câu trên có ý nghĩa phủ định không? Vì sao? Chúng ta quan sát câu 2A. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải là không có ý nghĩa. Chúng ta phát hiện có hai từ không. Câu B. Tháng 8, hồng ngọc đỏ hồng hạt vàng, không ai không từng ăn trong Tết Trung Thu, ăn nó như ăn cả mùa thu vào lòng, vào dạ. Mình cũng phát hiện được hai từ không. Câu C, chúng ta phát hiện từ chẳng. Vậy, trong cả ba câu, chúng ta thấy câu A, câu B, câu C đều là câu phủ định, vì đều có từ ngữ phủ định. Nhưng trong sách giáo khoa yêu cầu chúng ta là những câu trên có ý nghĩa phủ định hay không? Thì chúng ta nhận ra những câu phủ định này có một đặc điểm rất đặc biệt. Ở câu A, đó là một từ phủ định kết hợp với một từ phủ định khác, không phải là không. Ở câu B, đó là từ phủ định sẽ kết hợp với một từ phủ định khác và một từ bất phủ định, không ai không. Và câu C, ai chẳng là từ phủ định kết hợp với một từ nghi vấn. Vậy quan sát cả ba câu, chúng ta nhận ra nó có ý nghĩa phủ định không ạ? Thưa không. Lúc này, ý nghĩa của cả câu phủ định là khẳng định
chứ không phải là phủ định. Mình sẽ đặt những câu không có từ ngữ phủ định mà có ý nghĩa tương đương với những câu trên. Và sau đó so sánh những câu mới đặt với những câu trên cho biết có phải ý nghĩa của chúng hoàn toàn giống nhau không. Giờ chúng ta sẽ đặt câu tương đương nhé. Câu A. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường song có ý nghĩa. Câu B. Tháng 8. Hồng, ngọc đỏ, hồng, hạt vàng. Ai cũng từng ăn trong Tết Trung Thu. Ăn nó như ăn cả mùa thu vào lòng, vào dạ. Câu C. Từng qua thời thơ ấu ở Hà Nội. Ai cũng có một lần nghiễm cổ nhìn lên tán lá cao vút. Mà ngắm nghía một cách ướt ao chùm sóng nan san. Hay thích thú chia nhau nhấm nháp món sấu rằm bán trước cổng trường. Chúng ta nhận ra, dùng câu phủ định với hình thức dùng hai lần từ ngữ phủ định hoặc hình thức dùng một từ phủ định kết hợp với một từ bất định. Hai, nghi vấn thể hiện ý nghĩa nhằm làm cho ý nghĩa khẳng định được nhấn mạnh hơn. Chúng ta sang câu số 3 ở trang 54. Ở câu văn, trong giấy mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, chắc không dậy được nữa nằm thoi thóp. Nếu Tô Hoài thay từ phủ định không bằng chưa, thì nhà văn phải viết lại câu này như thế nào? Chúng ta sẽ thay câu này viết lại. Chắc chưa dậy được nằm thoi thóp. Cô lưu ý, phải bỏ từ nữa. Do vậy, khi chúng ta thay, chúng ta sẽ thấy đây là câu sai. Bởi vì khi thay không bằng chưa, thì ý nghĩa của câu sẽ thay đổi. Vì sao? Bởi vì chưa là biểu thị ý phủ định đối với điều mà cho đến một thời điểm nào đó không có, nhưng sau thời điểm đó có thể có. Còn không thì biểu thị ý phủ định đối với điều nhất định, nhưng không có hàm ý là về sau có thể có. Do vậy chúng ta dễ dàng trả lời câu hỏi tiếp theo. Câu nào sẽ phù hợp với câu chuyện hơn? Vì sao? Mình trả lời ngay. Câu văn của Tô Hoài sẽ thích hợp với mạch của câu chuyện hơn. Bởi vì các em nhớ lại xem, trong câu chuyện, dế choắc sau khi bị mụ cốc mổ đã nằm thoi thóp và không bao giờ dậy nữa và cuối cùng đã là chết. Vì vậy, câu văn của Tô Hoài sẽ thích hợp với mạch của câu chuyện. Chúng ta sang bài tập 4. Các câu sau đây có phải là câu phủ định không? Câu A. Đẹp gì mà đẹp? Câu B. Làm gì có chuyện đó? Câu C. Bài thơ này mà hay à? Câu D. Cô tưởng tôi sung sướng hơn chăng? Vậy thì mình có thể trả lời ngay. Các câu trong phần này không phải là câu phủ định. Bởi vì nó không có từ ngữ phủ định. Nhưng nó cũng được dùng để biểu thị một ý phủ định, tức là nó đã bác bỏ hay phản bác một ý kiến, một nhận định trước đó. Cô sẽ có những câu tương đương để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Ví dụ, một bạn nói ngôi nhà này đẹp thật, thì bạn khác sẽ phản bác ý kiến khẳng định một cái gì đó đẹp của bạn vừa rồi nói qua câu đẹp gì mà đẹp. Hay một bạn khác lại nói, có loại xe hơi chạy bằng nước lã, không cần xăng dầu.
Vậy thì câu làm gì có chuyện đó dùng để phản bác tính chân thật của một thông báo hay một nhận định, đánh giá. Cô lại có bài thơ này hay thật. Thì câu trả lời là một câu nghi vấn. Bài thơ này mà hay à? Dùng để phản bác ý kiến, khẳng định một bài thơ đó, một bài thơ nào đó là hay. Và câu cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng là một câu nghi vấn mà ông giáo dùng để phản bác điều mà ông giáo cho là lão Hạt đang nghĩ. Ông giáo sung sướng hơn lão Hạt. Ở bài tập số 5 trong sách giáo khoa trang 54, ta có thể thay quên bằng không, chưa bằng chẳng được không? Vì sao? Trong một đoạn trích của hình tướng sĩ Trần Quốc Tuấn: ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm phủ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nút ghen uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Thì trong đoạn trích này, ta không thể thay quên bằng không, chưa bằng chẳng được, bởi vì thay thế sẽ làm thay đổi hẳn ý nghĩa của câu. Ta hiểu quên ở đây có nghĩa là không nghĩ đến, không để tâm đến. Phải dùng từ này thì mới thể hiện được chính xác ý của người viết. Ông căm thù giặc và tìm cách trả thù đến mức không để tâm đến việc ăn uống, một hoạt động thiết yếu và diễn ra hàng ngày đối với tất cả mọi người. Chưa thể sẽ khác với chẳng thể. Chưa, chúng ta cũng được hiểu ở bài tập trước, đó là biểu thị ý phủ định với điều mà cho đến một thời điểm nào đó là không có, nhưng sau thời điểm đó có thể có. Còn từ chẳng tương đương với từ không. Chúng ta vừa hoàn tất xong phần bài tập. Giờ đây, cô và các em sẽ thêm một số bộ tập bổ sung. Hãy tìm cho cô câu phủ định và nêu tác dụng. Ở câu A, cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? Chúng ta vừa tìm hiểu ở phần bài tập trước. Đây không phải là câu phủ định, bởi vì không có dấu hiệu hình thức phủ định. Ở đoạn B có hai câu: trăm chiếu rời đô của Lý Công Uẩn, thế mà hai nhà đinh lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không nai theo dấu cụ của Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vật ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi. Chẳng rất đau xót về việc đó, không thể không rời đổi. Mình nhận ra, ở đây có từ phủ định. Vậy cả hai câu đều là câu phủ định. Và từ phủ định là từ không. Chúng ta cũng vừa tìm hiểu, hai lần phủ định sẽ là khẳng định. Do vậy, tác dụng ở câu này, đó chính là việc dời đô phải dời hay là không dời nhỉ? À, là phải dời, bởi vì đó là vận mệnh của toàn dân, hay nói cách đi, đó là vận mệnh của đất nước. Chúng ta vừa tìm hiểu xong bài câu phủ định. Giờ đây, cô hướng dẫn các em phần tự học ở nhà. Thứ nhất, chúng ta ôn lại kiến thức đã học ở phần sách giáo khoa trang 53 hoặc bằng sơ đồ khái quát cô vừa dạy. Thứ hai, các em sẽ tìm các đoạn văn đã học trong sách giáo khoa và chỉ ra câu phủ định. Thứ ba, viết đoạn văn ngắn từ 6 tới 8 câu, nêu cảm nghĩ của em về thông điệp hãy đứng yên khi tổ quốc cần.
Và trong đây có sử dụng một câu phủ định để khẳng định. Các em nhớ gạch chân và chú thích rõ. Chúng ta sẽ chuẩn bị bài tiếp theo, viết đoạn văn trình bày luận điểm. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Mọi thắc mắc về bài giảng và bài tập khi các em làm, các em sẽ gửi vào email của các thầy cô bộ môn lớp mình ở phía dưới. Thân ái, chào các em!